tại vì cái thực ra cái cửa anh nói gì nhá anh. Việt Nam sống ở Pháp, nhưng không những thế còn có những người bạn, người Đức, người Mỹ, người Anh. Chúng tôi đã thành lập cái hội này để bảo vệ Budapest khi bọn cực hữu ở Pháp tấn công Anh và chăm lo sức khỏe, tại vì sức khỏe của Anh khoảng 15 năm rồi bị suy yếu, thì chúng tôi chăm lo chăm sóc Budapest trong 8-9 năm trời, những năm ở nhà dưỡng lão trước khi anh ấy tử trận. Thì rất tiếc là chủ tịch đầu tiên của hội những người Budapest và chủ tịch tiếp theo, tức là nhà toán học Lohmann Schwarz và giáo sư Janine Gion, thì đã tử trận. Và những bạn còn lại trong cái ban trách nhiệm thì vì lý do sức khỏe không đi được chuyến này, thì tôi xin thay mặt tất cả những người bạn để mà đưa cái phần di cốt này về chiến khu D bên bờ sông Bé. Cách đây hơn 10 năm thì chúng tôi đã làm cái lễ để đưa di cốt phần đầu để trải ở ngoài khơi nước Pháp ở cửa sông Sen, vì theo ý nguyện của Georges Boudaren thì anh muốn di cốt được trải một phần trên quê hương tổ quốc là nước Pháp và một phần trên đất Việt Nam, tổ quốc thứ nhì mà anh gắn bó từ thời trẻ lúc 24 tuổi cho đến lúc tử trận 77 tuổi. Tôi còn nhớ mỗi lần mà vào thăm Budapest tại nhà dưỡng đạo thì giọng anh ấy khàn, tại vì là có nhiều tháng phải nuôi bằng ống qua cổ họng thì là cái thanh quản nó bị hư. Bao giờ anh cũng thều thào con mong vào được Việt Nam, tình hình Việt Nam bây giờ như thế nào rồi. Thì cho đến những cái ngày chót, tại vì là anh ấy mất ngày 26 tháng 12 năm 2003, thì trước đó 5 ngày là ngày sinh, thì chúng tôi còn tập hợp để mừng sinh nhật. Thế thì hôm nay một phần cho cốt của Budapest sẽ hòa vào nước dòng chảy của sông Bé. 4 ngày nữa thì chúng tôi làm với phần còn lại ở trên sông Hồng. Thì như vậy là di cốt của Budapest sẽ theo hai dòng chảy ở Nam Bộ và Bắc Bộ thì ra Biển Đông, và ít nhất về mặt tinh thần trong tâm tưởng chúng ta sẽ hòa quyện với cái phần ở bên Đại Tây Dương. Thì ngày hôm nay đây chúng ta tiến đưa Budapest tới nơi, tới vùng đất mà anh đã chọn khi rời trường trung học Marie Curie để mà tham gia kháng chiến. Mai này thì chúng tôi sẽ ra sông Hồng, là nơi mà anh sẽ rời đất nước Việt Nam năm 1964 để trở về Pháp. Thì như vậy là ba cái địa điểm của sông Sen, khúc sông Bé này và khúc sông Hồng ở Hà Nội sẽ tượng trưng cho cuộc đời của một người đã dành trọn cái tuổi thanh niên và suốt đời
cho việc bảo vệ, giành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam, và sau đó là cả một cuộc đời nghiên cứu sử học, văn học, nghệ thuật Việt Nam. Thì hôm nay đó, rất tiếc mình không có nhiều anh em ở đây cho kịp cái buổi lễ hôm nay, nhưng mà cũng có nhiều anh em khác tuy không làm ở đây nhưng mà rất là nhiệt tình và rất là cố gắng để mà thực hiện cái ý nguyện của Buddha. Và cũng rất may mắn là chúng ta chọn được cái địa điểm này đó. Tuy nó không phải là cái điểm chính, nhưng mà là cũng là một cái điểm ở trong cái chiến khu D. Do đó cho nên chúng tôi hôm nay làm được cái lễ này tại đây thì phải nói là một sự cố gắng nỗ lực của nhiều người, nhưng mà trong đó đặc biệt là các anh chị em ở Pháp đã hết sức cố gắng để mà đưa được cái một phần tốt của Buddha về đây. Và giờ đây thì chúng ta tổ chức cái lễ để mà đưa một phần tốt của Buddha theo nguyện vọng của Buddha về chiến trường xưa, chiến trường miền Đông Nam Bộ, là chiến trường gian khổ nhất của cái cuộc tranh chiến chống Pháp. Thì Buddha là một cái người chiến sĩ quốc tế tiêu biểu mẫu mực, không bao giờ nhận một cái gì đặc biệt khác anh chị em mà ở trong hàng ngũ chiến đấu của chúng ta. Phải nói rằng đó là một cái đặc điểm rất quý của một người, một chiến sĩ quốc tế. Thì đã đến giờ phút anh chị em chúng tôi phải chia tay Buddha và thực hiện cái nguyện ước cuối cùng của Buddha là đưa một phần tốt về Việt Nam trên đường mà Buddha tham gia kháng chiến. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ trải cái phần di cốt này của anh Buddha lên, sẽ gửi cái phần di cốt này cho dòng sung bé. Thế thì xin mời bác Tư Hiếu là người bạn chiến đấu cách đây như vậy là 68-69 năm. Anh đỡ. Dạ nha, cả thân nha. Thì tuyên mai chị đứng lùi vào đi. Chị Buddha, con sợ là gặp Buddha. Tạm biệt Buddha nhé. Chúng mình sẽ gặp lại. Quay đi, được kia.